gieo suy nghĩ gặt hành động, gieo hành động gặt thói quen, thì việc đầu tiên là mình phải thay đổi thói quen. Và cái việc dễ nhất chính là mang giày ra đi bộ. Và từ những cái việc nhỏ đó, công việc của Quang cũng như là những cái mối quan hệ xã hội của Quang nó cũng tiến triển hơn. Quang tham gia vào những cái câu lạc bộ có thể giúp Quang phát triển hơn trong cái khả năng tập luyện. Đồng thời những mối quan hệ đó cũng giúp đỡ Quang trong công việc rất là nhiều. Thì Quang thấy là cái giống như một cái tỷ lệ thuận, nó đi lên cùng nhau, sức khỏe và công việc nó cùng đi lên. Nó không phải là thành công nhưng mà nó đã tốt hơn bản thân Quang so với cách đây 3 năm. Cái gieo duyên của Quang mà Quang nghĩ là nó tự nhiên nhất, đơn giản nhất chính là tinh thần thể thao. Thì tinh thần thể thao là cái tinh thần rất dễ lan tỏa. Và cái việc hồi đó Quang làm là Quang đi bộ và chạy bộ, và Quang gặp những người cùng tần số đó. Thì với cái chương trình AA Vitality và sau này là sản phẩm Bùng Sức Sống 10 cộng, thì cái việc đó nó càng dễ hơn để cho Quang có thể tiếp cận những người khách hàng hoặc là những cái mối quan hệ mới. Ngoài cái chuyện mà chạy bộ hay đi bộ thì công ty mình còn hỗ trợ cho rất nhiều bộ môn thể thao khác nhau, chẳng hạn như đạp xe, bơi, hoặc là thậm chí là tập yoga, tập gym. Nên là bây giờ mọi người có một cái công cụ nó rất là tiện lợi, và cái tinh thần thể thao là cái tinh thần rất là dễ mà mình gắn kết với nhau, mọi người cùng với nhau. Mỗi cá nhân, từng chuyên viên trong từng đội nhóm thì mình phải thực sự trải nghiệm cái ứng dụng Vitality. Mình phải là một cái đại sứ trong cái tiềm thức, trong cái hành động của mình luôn. Từ cái sự trải nghiệm bản thân đó, mình hiểu được cái ứng dụng này mang lại lợi ích cho cá nhân như thế nào, sản phẩm là làm sao, thì mình mới có cái câu chuyện bản thân cũng như được cái hiểu sâu về nó mà mình đi chia sẻ và tư vấn cho khách hàng. Một ví dụ, một bạn tư vấn viên trong team Quang trước khi mà có sản phẩm Vitality này thì canh nó cũng khá là, nói chung là cũng hơi thụ động. Nhưng mà sau khi mà Quang cũng lôi kéo đi, chọn từ lôi kéo đi chạy bộ đi đó, anh hiểu được cái chuyện tập như thế nào và được những gì, được cái voucher để mà đi Grab, để mà mua sắm, để mà ăn uống một bữa trưa, một bữa xế như vậy, thì anh hứng khởi hơn. Và anh tham gia những giải chạy của công ty, chẳng hạn như là gần nhất là cái giải Quảng Bình. Sau đó anh kết bạn được với những cái người lạ trên quãng đường đó, và từ đó anh có những cái tập khách hàng mới, và anh cũng ký được hợp đồng trên những khách hàng đó luôn. Thì lúc đó cái tinh thần của họ nó khác, và họ tự nhiên họ thấy một cái hướng mới, một cái gì đó mới mẻ, và bản thân họ cũng cảm thấy họ được rất nhiều. Được thứ nhất là về sức khỏe, thứ hai là thói quen, thứ ba là họ có thêm doanh số nữa. Nên là mọi người cứ thử trải nghiệm đi, mình cứ là một đại sứ Vitality, sau đó thì Quang tin chắc rằng á kết quả nó sẽ tới, nhưng mà bạn phải làm. Không bùn thì không có sen, nghĩa là cây sen nó đẹp, nó nở trong bùn thôi. Mọi người cần phải vượt qua những cái thử thách khó khăn để mà trở thành những cái bó sen đẹp nhất của bản thân chúng ta. Chúc các bạn thành công.